Khương xin chào khách ở ấp Sơn Long, Sơn Định, Chợ Lách, Bến Tre. Có đặt Khương cái Migros C7 300.000 màu hồng. Và đây là cách hướng dẫn ghim dây. Lỗ bên phải là ghim dây nhạc, lỗ giữa là ghim dây clip, lỗ bên trái là ghim tai nghe. Khi các anh chị em về nhận hàng á, nếu mà cái ốp lưng của mình nó có kẹt dây nhạc, các anh chị em ốp lưng, tháo lưng ra nha. Cũng như cái điện thoại Khương đang clip đây, Khương đã tháo cấp lưng ra để cho nó gâm vào nó sát, âm thanh được hay. Đôi khi mình gâm không sát, âm thanh sẽ không được hay và không có nhạc cho khán giả nghe. Bây giờ Khương sẽ mở lên test rồi gâm dây clip vô nha. Đây dây clip còn lại, lỗ giữa. Bây giờ Khương test ca khúc Mơ ước dễ nghèo, mét cao, mét chữ vũ. Giờ này gần 11 giờ mà chưa ăn sáng nữa. Cảm ơn khách rất nhiều ạ.